shop nick tự động, sĩkeoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Hai đứa bắt đây. Được phía sau nữa. Wow. Siêu cao nhảy lên và sấy như một vị thần. Pha này thì Dũng không ăn được mạng nào. Mình nhựa đấy. Có một cái giảm thanh bên này sẽ là 2x nha. Chơi tạm combo xuống nè vậy. Quan trọng là còn máu cái đã. Đang hết máu mà anh em. Chị ơi, có thằng đáp lựu choáng này. Saffron, lựu choáng á. Thôi kệ ông ơi. Thằng rẻ tiền nó đáp vậy. Xuống xử nó. Vớ va vớ vẩn là không được. Đâu? Dũng đáp à? Ô thế Dũng đáp điệu choáng à? Ô Dũng rẻ tiền. Không thể tin nổi bạn lại là một con người như vậy. Dũng ạ. Mình nhấn nhầm thôi mà mình căng thế. Ê, ở trong cái kho này có xe này, lấy xe đi. Có xe cũng được đi, tao vừa lấy xe chạy. Anh ơi em học đại học xây dựng. Ủa ơi học xây dựng làm gì em? Học xây dựng sau ra làm thợ xây hả em? Thôi anh đùa. Thật ra anh em học trường nào cũng được. Đâu quan trọng mấy đâu. Anh em cứ lựa chọn trường mà đúng ngành nghề mà anh em yêu thích là được. Chứ trường nào cũng được thôi, trường nào cũng thế cả thôi. Oh baby. Lật xe. Kẹt xe rồi à bạn? Vứt xe này bạn ơi. Ok. Vứt. Đi xem quân đội này. Ok friend. Ui. Bạn cũng có skin này rồi. Mình mới mua nó rẻ thôi mà có 200 kim cương mà ông được skin này này. Skin này có lâu rồi. Chỉ có skin này bên online rồi. Xe xanh lẻ trông chất vãi trưởng. Tôi nhớ là mua cái skin xe này 200 kim cương ở shop anh em này mới thôi. Mới mua được mấy ngày. Quên. Đang mải đọc comment của anh em. Đâm ra là mình quên xíu. Sao đấy mọi người. Anh ơi em học nghề điện gia dụng hả? Điện gia dụng sau này chắc là sửa mấy nồi cơm tivi hợp lý. Mở tiệm em ạ. Đây là chơi mình xin kẹo nha con. Ô bạn đây mình xin cái giam nhá. Ô Dũng ơi định làm gì vậy? Ô bông keo à? Ô đừng vậy. Ôi đùa. Anh em lại làm thế đúng em không? Cố gắng thi đại học ngành sản xuất ô tô. Ui có vẻ như là anh em ở đây có nhiều ước mơ quá nhỉ. Tôi chẳng ước mơ gì cả. Mình có một ước mơ đơn giản là ngày ăn 3 bữa no là được rồi anh em ạ. Chứ tôi chẳng ước mơ gì cả nữa. Già rồi. Em đừng gọc túi nhá. Dạ rồi, ước mơ gì đâu. Ơ, friend, chạy nhanh. Ô, vãi trưởng. Đừng chạy nữa, đứng lại, hợp lý. Ô, tôi vừa nhấn lộn nút nằm không ạ? Chỗ nào ta? À thế rồi, trên tầng. Vào thưa các bạn ơi. Vào cho nó quả lựu. Ngại gì, đã dân chơi sao phải ngại hả ông ơi? Dân chơi thì sao phải ngại nhỉ? Ui ba quả lựu choáng không trúng phát nào anh em ơi. Ô tô đang bị choáng ở ngay trong này không ạ? Đậu xanh. Một pha tự tay bóp dài đến từ vị trí của sĩ kẹo. Còn máu cái đã. Nét lên rồi. Đáp hiệu choán lý tính quá anh em ạ. Hello Phạm Xuân Kiên nha. Vào trong thôi anh em ơi. Từ từ. Đây này. Ta đứng ở trên nó đứng ở ngay giữa đường đấy không? Thật này đơn giản thôi. Sử thật này đơn giản thôi. Hai thằng ok thôi. Bên trái ông ơi, bên trái. Lên bả, ngon, một đứa đâu? Ngon lành. Còn tiếp phía dưới ông ơi, còn máu nhanh. Đây rồi,
vãi trở này, vãi trở này, nó tranh thủ nó vào ông ơi. Đây rồi, đâu chị nhá, từ từ ông ơi, bỏ vào trong, bỏ vào trong, mình còn dựng băng keo để mình cứu. Ông cứ bỏ ra ngoài thế sao dựng được, hai đứa bọn ông cản đường tôi không nhảy vào được nữa cơ. Thế sao chơi? Qua spawn luôn khỏi của máu đây, gạt giòn luôn. Bỏ xuống dưới bạn cứu này lên bảng, ngon. Mà thưa các bạn ơi, thiên nhiên để lên cơ hội để định ăn team của mình à? Sao ăn? Kệ cho nó, cho nó qua giờ đấy. Yên tâm, cho nó qua giờ đấy ông ơi. Chạy thì xây nó, ăn trộm xe của mình à? Ô, mà chúng nó chạy nhanh quá thì thôi vậy anh em, chứ hơi đâu mà đuổi theo. Mình xem mình lượm thêm ít đạn tiểu liên anh em ạ, ở đây thì trang bị súng không thiếu. Thiếu mỗi đạn tiểu liên. Đạn tiểu liên á, cho ít không? Ở đây cũng không có này, cho mấy băng đi ông ơi. Có cho 2 băng. Hầm sẵn đấy hả? Lượm máu đi. Còn độc 88 viên là không cho được. Cho một băng đấy. Anh em okay. Với nhau bảo không cho được 88 viên đấy, nó kể ra 88 viên xong nó bảo không cho được anh em ạ. Một băng. Vấn đề một băng đấy, hợp lý. Lại còn cho băng 25 viên nữa, rẻ tiền. Một băng đạn 30 viên đúng không? Cho băng 25 viên. Thôi, cho rồi thôi đi. 5 viên thay đổi được tiền gì ạ? Đâu, 5 viên là cả một vấn đề đấy ông ơi. 5 viên là vấn đề lớn đấy không? Bắn đầu quá bạn ơi. Sao? Ý bạn là sao? Ý mình là mấy đứa nhỏ con hàng xóm. Đơn giản thôi. Ra mấy đứa, ra bảo mấy đứa trẻ em bảo cháu mà không im mồm là chú bắt sang Trung Quốc. Các cháu sợ xung vầy vào trong rồi sao khỏi dám ho he nữa ông ạ. Chứng tỏ là hồi xưa cậu trêu trẻ con nhiều. Đâu, tôi có làm gì đâu. Tôi là một thanh niên nghiêm túc, chả biết trêu trẻ con là gì. Em quân đoàn xin chơi này, chị có cho không? Có, tí mở squad ra cho các bạn vào chơi. Ok, tí mở squad các bạn vào chơi nhá. Đi từ từ các bạn ơi, chết đấy. Ô, mình chạy chậm thôi mà, mình đâu chạy nhanh đâu. Bạn lại còn dọa mình đấy, cả bảo chết đấy là chết làm sao được. Dân play làm sao mà chết được hả ông? Hello các bạn. Các bạn xem like, chia sẻ live stream giúp mình nha. Không có đạn tiểu liên, nghèo vậy. Đây cũng không có, mỗi khẩu AK vớ vẩn này. Qua đây xem chúng ta lượm thính anh em ơi. Các bạn vào trước đi, tí mở team squad cho. Hai anh đôi lúc rẻ tiền giống nhau, anh có làm gì đâu mà rẻ tiền em. Oh, ê, baby. Cứu mình rồi. Cứu. Chết luôn rẻ. Nhanh vậy. Chuyện mình mà đã ra tay thì gạo thành cơm. Không, tôi chẳng thấy gạo với cơm gì cả, thấy mỗi Dũng rẻ tiền. Đấy là điều mình nhìn thấy Dũng ạ. À, đấy là mình là phải không đấy, phải không Dũng chip money. Lúc nay mình cũng cứu bạn coi như hòa. Ok rồi, mày ai mày đấy xấu à? Thế chia đôi đường nhá. Thôi đùa, chia đôi nhá. Ơ, tôi có làm gì đâu, bạn lại bảo anh em gì ở đây? Tôi với ông anh em bao giờ vớ va vớ vẩn. Rẻ tiền quay lại đây đâu, rẻ tiền làm sao này, động tác mới này có không? Sợi, đập vào mặt cho cái này. Này này, đứng yên. Ơ, quên. Này, tôi có động tác lấy tay đập mặt này. Ê, chị ơi, dưới cũng được. Quên. Ok đây. Ô, nốc rồi. Mất slot rồi, Dũng ăn rồi. Thế chơi gì nữa, sau thỉnh nhá. Thôi, không có đâu, bạn ăn đi. Mình cho bạn luôn đấy. Mình không cần gì cả nữa. Ok, bạn cho mình thì mình xin. Thank you ạ. Ok. Có gì đâu mà ăn bạn ơi. Ôi đâu rồi? Còn sao thằng bé ở đây đâu? Xem tôi lượm thêm ít đại tổ liên nào. Mất xác rồi không ạ? À đây.
Thằng này có ba lô ba nhưng mà không có đạn tiểu liên à? Tôi bắn M29 đâu. Qua đây xem là chúng ta sẽ có được gì nào. Thánh mị lượng rồi. Tưởng mình này quần máu cái đã. Tôm mồi nha Dũng ơi, ok, thank you. Anh Dũng chỉ có ăn mì tôm là ngon nhất, đúng rồi em ơi nhỉ. Bạn có nhớ hương vị mì tôm không? Nhớ chứ. Ồ. Này, hôm qua mình rủ cậu ăn mì tôm, cậu bảo mình trả tiền đấy nhá. Đâu, mình có làm gì đâu, mình chẳng biết gì cả. Mì tôm gì ông, nóng ruột. Anh sĩ rẻ tiền, đúng không em ơi? Đâu, anh sĩ không rẻ tiền. Sao các bạn lại bảo mình rẻ tiền? Không được. Ủa? Hai anh không sợ chết, chỉ sợ hết mạng thôi, đúng rồi em ơi. Sao em biết hay vậy? Từ từ thôi. Nếu mình không lầm thì cậu đã được 4 kill. Làm gì được 4, vừa va vừa vẩn mới được 3 kill. Ông lại đếm cả mạng của tôi cả. Chip money. Nhớ top 1 nha anh, ok, trận này mình sẽ cố top 1 nha các bạn. Anh em với nhau đếm mạng, người ta gọi là hành động chip money đúng không ạ? Trên này như có người. Ông ăn luôn đi. Ok. Cái xe này. Qua đây tôi lượm thính phát. Rồi ông ăn luôn đi. Ê, ăn đi. Có người đây bạn ơi. Lượm thính phát ông ơi. Cứ ăn đi nha. Ok. Ôi cho nó bị hạ này, còn lại có 9 đứa này. Ok bạn. Thấy chưa? Mình bảo rồi mà. Mình tự tin vào khả năng của bạn, hiểu không? Mình tin tưởng bạn, hiểu không? Thank you ạ. Chia đôi con đường thôi Dũng ơi, bạn ăn quá nhiều mạng rồi. Mình có 4 kill thôi bạn ơi. Mình 3 kill, chia đôi con đường. Chia thôi. Đừng bắn xe à, đừng. Có mỗi con xe để chạy thôi đừng bắn. Dũng ơi đừng. Đừng làm hành động rẻ tiền như vậy, bạn phá xe của mình. Mình có làm gì đâu, đang định vòng lại để like bạn nhưng mà bạn phá xe rồi nên thôi. Tình nghĩa anh em kết thúc tại đây. Không, mình biết cậu. Sao bạn lại phá xe như vậy không đưa? Mình chẳng biết gì cả. Dũng ạ. Bạn đã phá xe của mình, con xe cuối cùng của mình. Tại sao bạn làm như vậy? Dũng, tại sao bạn phá xe của mình? Mình chỉ có một con xe để mình chạy thôi mà tại sao? Dũng ơi là Dũng ơi. Dũng ơi, tại sao bạn lại phá xe của mình? Dũng ơi là Dũng ơi. Tại sao cháu lại phá xe của chú Ngạn hả cháu Dũng ơi? Trận này cố gắng tốc mồ nha anh, ok. Chú sẽ chu chéo cháu vì cháu đã phá xe của chú Ngạn. Cháu Dũng ơi, sao cháu phá xe của chú vậy? Đau đầu lắm. Ô, sao cháu lại bảo với chú là chú đau đầu? Vớ va vớ vẩn. Chú mệt mỏi với cháu lắm rồi nha. Bớt chú Ngạn đi. Ô, cháu ơi, cháu đừng có nói như vậy. Cháu phá luôn xe của chú rồi. Thế này thì chơi bời gì nữa hả cháu ơi? Xin lỗi chú. Không ngờ cháu là một cái con người như vậy. Ok, xin lỗi thì xin lỗi. Ok, đừng. Dũng ơi, bạn định em bạn mình phải không? Đâu, tôi chẳng biết gì cả. Tại sao lại bảo tôi như vậy? Tôi có giả vờ gì đâu. Ôi, biết rồi. À đủ, giả vờ giọng chú Ngạn để đánh lừa đồng đội á. Đâu phải đâu, sao bạn nói như vậy? Không phải, đây. Thôi, cha bị nòng ba vào để cạnh tranh săn mạng với Dũng anh em ạ. Không là không ăn nổi đâu. Nhờ. Nãy giờ cha bị giảm thanh nên nó hơi khó ăn. Anh sẽ rẻ tiền quá nha. Đâu, anh có làm gì đâu. Ui, Dũng ơi, sấy kinh thế nhỉ? Ui, nốc cả. Thế thôi, biết nói gì nữa đây. Mình... Nó cứu nữa kìa. Hết lời rồi bạn ơi. Nó cứu giả, thế càng hay, mình có cơ hội mình ăn rồi. Thank you bạn nhá. Cơ hội đến rồi. Thôi, giết nó đi. Mình không cần cơ hội gì nữa, cứu. Ô, lật lọng. Đúng rồi, ngồi xuống, cứu. Mình không cần cơ hội gì nữa đâu Dũng ơi. Thank you, bạn đã cứu mình. Sorry, I'm so sorry. Cuốn máu cho full cái anh em ơi. Ô Dũng ơi đây, mình cứu này. Thể hiện điều gì? Biết rồi. Ô thể hiện điều gì? Yes.
quá. Xong, top 1. Hey, em bạn này, qua đây đứng mặt đây. Đứng mặt đây, đúng rồi, để mình làm cái động tác này này. Vả mặt cá nhỉ, Dũng nhỉ. Mình có động tác vả mặt này, Dũng này. Ui, hơi thấp vô ngực à. Ơ bầy kim mùa mới này nó có vẻ xanh xanh, không phải màu tím như đợt trước nữa anh em ạ. Ra là vậy. Đấy, Dũng nó bảo Dũng nó 4 kill, bây giờ nó tận 7 kill này anh em này. Đấy, vớ vẩn chưa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.